Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và đây là một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Chúng ta lại gặp lại nhau trong DeFi Discussion, nơi mà bọn mình sẽ cùng ngồi xuống chia sẻ những câu chuyện, những thông tin cũng như là góc nhìn liên quan đến thị trường crypto và đặc biệt là mạng thị trường DeFi. Trong tuần vừa qua thì thị trường nó có một cái đợt mình tạm gọi là correction đi, một đợt điều chỉnh sau rất là nhiều những cái đà tăng tích cực của những tuần trước đó. Tuy nhiên, vẫn như thường lệ thôi thì DeFi Discussion sẽ không bàn quá nhiều về câu chuyện là giá sẽ đi như thế nào trong tuần tiếp theo, mà thay vào đó thì bọn mình sẽ dành thời gian để nói về những cái cập nhật, những cái hoạt động của các dự án đang tham gia thị trường. Và nếu như mà anh em theo dõi Twitter một tuần đổ lại đây á, thì sẽ thấy một cái từ khóa nó mình nghĩ nó cũng khá là bình thường và ít người để ý. Tuy nhiên là cá nhân mình thấy á, thì từ khóa này xuất hiện khá là nhiều lần trong một tuần vừa qua, đó là từ khóa mainnet. Và có rất là nhiều những dự án họ đã đề cập về cái lộ trình triển khai mainnet của mình, ví dụ như là Base của Coinbase nè, hoặc là cái nâng cấp Bedrock của Optimism. Trước khi mà đi vào cụ thể những cái thông tin liên quan đến những cái mainnet rất là đáng chú ý này, thì chắc là chúng ta sẽ dành ra một ít thời gian để nói về khái niệm mainnet ha, để có thể giúp các bạn, phần đông các bạn đang nghe DeFi Discussion có thể hình dung được rõ ràng hơn cụ thể cái khái niệm mainnet này nó là gì. Thì nếu mà để hình dung được mainnet nó là gì á, thì mình sẽ đi vòng một xíu và mình sẽ giải thích cái khái niệm testnet trước. Anh em hình dung á, là blockchain nó là một cái mạng lưới phi tập trung với rất nhiều các cái thành phần tham gia và đóng góp tài nguyên vào để xác thực các cái giao dịch và vận hành cái mạng lưới. Vậy thì cái mainnet là gì? Cái mainnet hiểu nôm na nó là cái mạng lưới chính thức. Và khi mà mọi thứ đã được triển khai lên mainnet thì có nghĩa là nó sẽ ở đó vĩnh viễn. Và nếu như mà có một cái lỗi gì đó phát sinh ở trên mainnet thì mọi thứ sẽ rất là nghiêm trọng, bởi vì nó là tài sản thực và rất là khó để có thể thực hiện những cái cập nhật để có thể đảo ngược được những cái đồng thuận đó và lấy lại được tài sản nếu như mà xuất hiện một vài các cái lỗ hổng. Thì trước mainnet như mình có đề cập thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm nó khá là thân thuộc với nhiều anh em, đó là testnet ha. Thì testnet hiểu nôm na sẽ là cái mạng lưới để thử nghiệm. Chúng ta sẽ thử nghiệm nhiều cái nâng cấp về kỹ thuật trước khi mà bê hết những cái công việc mà chúng ta đang thử nghiệm ở trên testnet này lên mainnet. Vậy thì trong tuần qua thì chúng ta có rất là nhiều thông tin liên quan đến lộ trình phát triển ở trên mainnet của các dự án. Và như mình có đề cập hồi nãy á, thì cá nhân mình quan tâm rất là nhiều đến cái từ khóa là Layer 2 Base. Đây là một cái mạng lưới Layer 2 được phát triển bởi Coinbase, một sàn giao dịch nó khá là lớn trong thị trường và trên nền tảng của bộ công cụ là OpenStack. Thì trong một tập podcast gần đây thì Jesse Pollack là một trưởng nhóm trong cái team phát triển sản phẩm của Base á, thì anh này cũng có chia sẻ một xíu về cái lộ trình của mainnet Base. Đó là có thể thì mọi thứ, nếu như mà mọi thứ nó suôn sẻ thì họ sẽ triển khai cái mainnet này ngay trong năm 2023. Và điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có thể có cơ hội để thử nghiệm những cái sản phẩm ở trên cái Layer 2 mới này. Vậy thì tại sao cái việc mà Base triển khai mainnet ở trong năm 2023 này nó đáng quan tâm với nhiều anh em tham gia thị trường DeFi ha? Thì chúng ta cũng biết rồi, đó là Ethereum thì đang rất là hot với câu chuyện là Layer 2 và Scaling. Thì bản thân Base nó cũng là một cái giải pháp, nó nằm ở trong cái nhóm câu chuyện này, cái nhóm sản phẩm này. Đó là những cái sản phẩm nó bổ trợ cho Ethereum và nó được hưởng một cái nguồn thanh khoản rất là lớn từ cái đồng tiền ETH. Do đó là cái việc mà Base họ muốn đẩy nhanh cái lộ trình lên mainnet ngay trong 2023 để hưởng được cái sức nóng từ cái câu chuyện này thì cũng rất là dễ hiểu. Và đây là một trong những cái chi tiết vô cùng quan trọng, bởi vì nó là một cái xu hướng lớn. Song song đó thì chúng ta sẽ đi vào những cái xu hướng nó mang tính nhỏ hơn, ví dụ như là câu chuyện liên quan đến OpenStack.
thì nhiều anh em nếu mà tham gia thị trường mà có nghiên cứu sâu thì cũng biết là Coinbase họ đang sử dụng cái công nghệ của OpenStack, cái bộ công cụ OpenStack để xây dựng cái layer 2 base này. Và đây là một cái từ khóa cũng rất là đáng tập trung, đáng chú ý trong thời gian tới. Ngoài ra, cái yếu tố thứ ba mà anh em cần quan tâm đến base đó là những cái hoạt động liên quan đến thử nghiệm sản phẩm để có cơ hội nhận retroactive. Nếu như mà anh em đang theo dõi những cái hoạt động ở trên testnet của base á, thì cũng có thấy họ để một cái hoạt động là đại là dành cho những cái developer, những cái người mà biết lập trình á, thì nếu như mà bạn có deploy một cái contract gì đó lên trên cái testnet của base thì bạn sẽ có cơ hội nhận về một cái NFT chứng nhận là bạn đã tham gia xây dựng trên base. Vậy thì tại sao mà mình nói là cái này nó cũng là một cái chi tiết rất đáng chú ý, đó là không biết anh em đã từng thử qua cái hoạt động là deploy smart contract trên testnet của Base hay chưa, nhưng mà cá nhân mình thấy là nó có một cái chi tiết rất đáng chú ý là họ sẽ yêu cầu bạn phải giữ Ethereum thực ở trên cái mainnet, cái ví mainnet thì bạn mới có thể claim được cái token ở trên testnet. Điều đó đồng nghĩa là họ đang chú trọng rất nhiều đến cái việc là chặn Sybil, những cái con bot á, tức là họ sẽ có một cái rào cản về mặt là tài sản để không phải là ai cũng có thể triển khai một lượt rất là nhiều ví và có thể săn airdrop thông qua cái hoạt động này. Thì mình không rõ là có dự án nào trước đây đã chặn Sybil theo cách này hay chưa, chặn những cái con bot để claim cái testnet token hay chưa, nhưng mà với cái chi tiết này thì chúng ta có thể thấy là có khả năng là họ sẽ xem xét những cái chỉ tiêu ở trên testnet, những cái hoạt động làm những cái quest này, những cái thao tác nhỏ nhỏ thì có thể sẽ được xem xét để triển khai. Ví dụ như Base họ có kế hoạch lên ra mắt token về sau này thì chúng ta có thể nhận được những phần quà nó, mình nghĩ là khá là bất ngờ đấy. Còn về cái khía cạnh là khi mà Base triển khai mainnet ngay trong năm 2023 này á, thì nhiều anh em sẽ có thể trực tiếp dùng tiền thật để trải nghiệm những cái sản phẩm ở trên cái hệ sinh thái này và nhận về những cái cơ hội có retroactive nếu như mà họ ra token. Thì mình nghĩ là cái khả năng là lấy cái chỉ tiêu ở trên mainnet thì nó sẽ cao hơn, bởi vì thường thì các dự án thì họ sẽ muốn là kể một cái câu chuyện liên quan đến retroactive để đâu đó thu hút cái dòng tiền đổ lên cái mainnet của mình thử nghiệm các cái sản phẩm. Thì cái này thì bọn mình cũng đã chia sẻ ở trong một tập podcast trước đây với tiêu đề là vì sao các dự án crypto cần phải ra mắt token. Thì anh em quan tâm đến cái câu chuyện này thì có thể tìm kiếm lại cái từ khóa để có thể nghe lại ha. Rồi, thì đó là câu chuyện của Base, lý do tại sao mà chúng ta cần quan tâm đến cái lộ trình mainnet của dự án này trong thời gian tới. Có một vài thông tin mình đính kèm nhỏ nhỏ xung quanh cái hệ sinh thái này ha. Thì Base họ cũng có một cái ví ở trong cái hệ sinh thái này, đó là Coinbase Wallet. Thì Coinbase Wallet thì trong tuần vừa rồi họ cũng đã tích hợp cái dịch vụ Wallet as a Service. Đây là một cái dịch vụ mà hiểu nôm na là nó đang đi theo một cái xu hướng mới, đó là cái account abstraction đó. Thì nó sẽ tối ưu rất là nhiều những cái thao tác cho người dùng. Thì cái Coinbase Wallet này thì đã tích hợp account abstraction trên cái testnet của Base. Thì đây cũng là một cái thông tin, một cái cập nhật đính kèm thêm song song cái việc là Base họ công bố cái lộ trình phát triển mainnet. Ok, thì đó là câu chuyện của Base. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến một cái dự án nó có liên quan trực tiếp đến Layer 2 Base này, đó là Optimism. Vì sao hai cái dự án này nó có liên đới với nhau? Thì như mình có nói hồi nãy, đó là Coinbase họ lựa chọn cái bộ công cụ OpenStack của Optimism để xây dựng cái Layer 2 Base của mình. Vậy thì trong tuần vừa rồi thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái thông tin cập nhật liên quan đến cái OpenStack của Optimism ha. Thì trong tuần vừa rồi một thông tin nó cũng khá là không tích cực lắm cho Optimism, đó là cái nâng cấp Bedrock của họ thì đã bị trì hoãn. Chúng ta biết là Bedrock là một cái nâng cấp rất là quan trọng của Optimism, khi mà nó giúp giảm thiểu cái dữ liệu, hiểu nôm na là nó compress, nó nén cái dữ liệu lại, và nó sẽ giảm cái chi phí giao dịch ở trên Optimism rất nhiều. Ngoài ra thì Bedrock nó còn đính kèm theo cái bộ công cụ là OpenStack ấy.
thì OpenStack thì sẽ được dùng để hiện thực hóa cái viễn cảnh là xây dựng các cái super chain xoay quanh hệ sinh thái của Optimism. Và đây là cái viễn cảnh mà sẽ đặt nền tảng cho Base, tức là nếu như mà cái nâng cấp này nó chưa được triển khai lên mainnet và nó vận hành một cách trơn tru thì có thể Base họ vẫn chưa có thể launch được cái mainnet của mình đâu. Cho nên là cái chi tiết mà hai cái tên là Base và Optimism nó có liên đới với nhau là như vậy. Ok, trở lại cái câu chuyện của Bedrock. Thì tuần vừa qua chúng ta biết là Bedrock họ có một cái khoảng thời gian gọi là freeze cái consensus và cái feature, cái tính năng. Thì hiểu nôm na là ở trên testnet á, thì khi mà được cộng đồng đồng thuận hết, bỏ phiếu thông qua cái nâng cấp này, thì họ sẽ triển khai một cái khoảng thời gian là 2 tuần để đóng băng những cái cập nhật ở trên testnet và họ theo dõi cái độ ổn định của cái phiên bản Bedrock ở trên testnet. Thì khi mà đóng băng như vậy á, thì trong một cái báo cáo về mặt kỹ thuật thì Bedrock họ đã phát hiện ra một vài cái lỗ hổng, thì nó cũng thuộc dạng gọi là trung bình thôi, nó không quá là nghiêm trọng. Tuy nhiên là họ cũng đã gọi là tạm ngưng cái quá trình đóng băng theo dõi này để họ có thể fix, họ sửa lại những cái lỗi ở trong cái bản nâng cấp Bedrock. Và trong thời gian tới khi mà sửa xong, công bố xong cái bản sửa này, thì họ sẽ tiếp tục tái khởi động lại cái quá trình là freeze, tức là đóng băng, và tiếp tục theo dõi thêm 2 tuần nữa cho nó ổn định, thì họ sẽ bắt đầu mới triển khai cái Bedrock này ở trên mainnet. Vậy thì nếu như mà chúng ta tính dôi ra thêm một xíu thì khoảng 2 tuần nữa, thì có thể đâu đó trong nửa sau của tháng 5 thì Bedrock sẽ được ra mắt. Và đây là một cái chi tiết khá là đáng chú ý cho Optimism. Về nâng cấp Bedrock thì mình có đọc được một cái chi tiết nó cũng vô cùng quan trọng, đó là họ tuyên bố với lại cộng đồng rằng là cái Bedrock này sẽ đưa Optimism đến sát với Ethereum Equivalence hơn. Thì Ethereum Equivalence là gì? Thì anh em có thể theo dõi lại cái tập bọn mình nói về ZKVM và cái khúc mà bọn mình nói về cái độ tương đồng giữa các cái layer 2 với lại mainnet L1 á. Thì cái này nó là vô cùng quan trọng. Mặc dù nó khá là kỹ thuật, nó khá là technical, nhưng nếu người dùng hiểu được cái yếu tố này thì họ sẽ có những cái đánh giá nó khách quan hơn về các cái sản phẩm layer 2. Một cái chi tiết mà cá nhân mình không có phải gọi là công kích ZK Sync era nha, nhưng mà một cái chi tiết liên quan đến việc tương đồng này, đó là ZK Sync era thì họ chỉ ở cái mức gọi là EVM compatible thôi, và vì không quá là tương thích với Ethereum, cho nên là xảy ra một cái sự cố, đó là cái dự án họ viết code ở trên ZK Sync era, họ deploy ở trên ZK Sync era, nhưng mà nó không hoàn toàn hoạt động y chang như 100% như cái việc là triển khai cái code ở trên mainnet của layer 1. Thì nó dẫn đến một cái sự cố là cái lượng tiền nó bị đóng băng ở trong cái contract. Đây là một cái sự cố vì cái layer 2 nó không có hoàn toàn tương đồng 100% với layer 1, cho nên là các cái dự án khi mà họ phát triển giải pháp của mình á, thì nó không đảm bảo được là hai cái code đó sẽ được vận hành giống nhau y chang. Tuy nhiên là về sau thì ZK Sync era thì họ đã có liên hệ và xử lý cái vấn đề này, lấy lại cái tài sản bị đóng băng đó cho người dùng. Thì nói như vậy để thấy là cái chi tiết Ethereum Equivalence này nó khá là quan trọng. Mình không rõ là trên cái thang đo tương quan thì cái nâng cấp Bedrock này nó sẽ nằm ở khúc nào. Tuy nhiên là Optimism họ bảo là họ sẽ đưa cái mạng lưới của mình tiến sát về tới cái Ethereum Equivalence sau cái nâng cấp Bedrock này. Và đây là một cái chi tiết mà khá là đáng chú ý và anh em sẽ cần phải theo dõi trong thời gian tới để xem là thực sự dự án họ sẽ tương đồng với Ethereum ở cái mức như thế nào, và nó có tránh được những cái sự cố giống như là ZK Sync era đã gặp phải trong 1-2 tuần đổi lại đây hay không. Ok, thì cũng như cái câu chuyện về Base hồi nãy thôi, thì mình sẽ có một vài thông tin đính kèm liên quan đến OpenStack này. Thì trong tuần vừa rồi, A16Z, một quỹ đầu tư mà tham gia vào những cái vòng đầu tư đầu tiên của Optimism, và cũng là một cái tổ chức support ủng hộ rất là mạnh mẽ cho hệ sinh thái Optimism ấy, thì họ cũng đã công bố một cái roll-up client. Thì roll-up client hiểu nôm na là các cái đối tượng tham gia vào
cái mạng lưới, những cái đơn vị xác thực á, thì họ sẽ phải vận hành một cái, tạm gọi là một cái validator. Còn ở trên layer 2 thì họ sẽ dùng cái từ là sequencer. Thì để vận hành một cái sequencer như vậy thì họ sẽ cần những cái phần mềm, và những cái phần mềm này thì nó gọi là client. Thì trong tuần vừa rồi A16Z họ công bố một cái roll-up client có tên là Magi. Thì cái client này thì nó được viết bằng cái ngôn ngữ là Rust. Thì nó sẽ giúp là đa dạng hóa nhiều cái ngôn ngữ hơn và giảm thiểu nhiều cái rủi ro cho mạng lưới, tránh cái việc tập trung mọi người sử dụng một cái client chung với nhau, và nếu như client nó gặp lỗi thì nguyên mạng lưới sẽ gặp vấn đề. Thì đây là một cái bước đi mà mình cho rằng là vô cùng cần thiết đối với những cái giải pháp mà nó vẫn còn rất là sơ khai và nó vẫn chưa hoàn toàn phi tập trung hẳn, kể cả về mặt sâu dưới hạ tầng như vậy. Thì đây là một cái chi tiết mà mình nghĩ là sẽ rất là quan trọng đối với những cái mạng lưới như Optimism. Và dự án cuối cùng có những thông tin liên quan đến cập nhật mainnet trong tuần vừa rồi, đó là Sui. Thì tuần vừa rồi Sui đã thông báo cái hoạt động token sale, tức là mở bán token của mình ở trên rất là nhiều sàn giao dịch nổi tiếng ở trên thị trường. Nhiều anh em cũng thấy là khá là hẳn, tại vì tại sao mà có những cái hoạt động ở trên testnet, mọi người thử nghiệm các thứ ở trên mạng lưới này nhưng mà không có thấy thông báo gì liên quan đến error hay retroactive cả. Và nếu như mà anh em kéo xuống đọc comment của rất là nhiều người dùng, họ spam ở dưới cái comment trong cái post liên quan đến token của Sui á, thì họ bảo là no airdrop bằng no community, tức là không có airdrop thì không có community, không có một cái cộng đồng nào cả. Thì cái này nó cũng là một cái sự thật, nó phản ánh rất là rõ ràng về cái incentive, cái động lực của người dùng khi mà họ tham gia vào một cái mạng lưới, họ thử nghiệm cái sản phẩm. Thì cái này là một cái sự thật mà chúng ta phải gọi là đồng tình với nhau là như vậy. Tuy nhiên thì quay trở lại với cái câu chuyện là mainnet, thì Sui họ cho biết là đầu tháng 5 này họ sẽ triển khai mainnet. Và tất nhiên là anh em có thể quan tâm thì có thể thử nghiệm các cái sản phẩm ở trên hệ sinh thái của Sui. Rất là nhiều cái sản phẩm mới họ chắc chắn sẽ đổ bộ lên cái mainnet này. Và có một cái chi tiết mà mình cũng khá là thắc mắc, đó là trong cái token allocation vào tháng 12 năm ngoái thì Sui Foundation họ có chích một khoảng 6%. Thì đây là cái allocation liên quan đến community access, và họ có đính kèm một cái từ khóa là app tester. Thì mình cũng thắc mắc là tại sao trong cái thông báo ra mắt token vừa rồi thì không có cái liên quan đến cái từ khóa nào liên quan đến cái app tester này cả. Thì mình nghĩ là quay trở lại với cái chi tiết mà đề cập ở cái phần của layer 2 base, thì mình nghĩ là các dự án họ sẽ muốn launch mainnet trước, và khi mà có nhiều sản phẩm ở trên cái mainnet đó rồi thì họ sẽ bắt đầu kể cái câu chuyện liên quan đến retroactive và maybe là có thể là airdrop token cho người dùng. Thì lúc đó sẽ có một cái động lực kéo cái dòng tiền đổ vào cái mainnet của họ. Thì lúc này thì nó sẽ là một cái thời điểm thuận lợi hơn để ra cái thông tin liên quan đến airdrop cho người dùng. Thì đây là một cái chi tiết mà anh em có thể cân nhắc liên quan đến cái câu chuyện của Sui. Ok, thì mình nghĩ là những thông tin về các cái cập nhật mainnet của các dự án trong tuần vừa rồi như vậy thì cũng đã gọi là cũng khá là ngập tràn rồi. Thì hy vọng là những cái nội dung trên đây sẽ mang lại những góc nhìn thú vị, những thông tin chi tiết, những cái cập nhật nó quan trọng của dự án đến với các anh em đang nghe DeFi Discussion. Có một chi tiết mà mình muốn disclaimer luôn, đó là thứ tự của các cái dự án mình đề cập ở trong tập podcast sau này thì nó không liên quan đến cái độ quan trọng cũng như là những cái thông tin ở trong tập podcast tuần này, thì nó sẽ không được xem là lời khuyên đầu tư. Tất cả chỉ là những cái thông tin mà mình muốn mang lại cho các bạn đang nghe DeFi Discussion và một vài góc nhìn cá nhân thôi. Và đó là tất cả những gì có trong tập tổng hợp ngắn tuần này. Hy vọng là DeFi Discussion đã có những thông tin cũng như là những cái gạch đầu dòng
quan trọng dành cho các bạn đang nghe. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những topic thú vị xoay quanh thị trường DeFi. Hẹn gặp lại anh em, và một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều.